Chương 4. Chương cuối. Trường ngừng xe trước sân ký túc xá. Anh định bước xuống thì thấy Thùy Dương đi ra, bên cạnh là Quang. Trong một thoáng anh nhíu mày ngạc nhiên. Anh và Quang không phải lạ gì với nhau, trước kia đã từng là chỗ làm ăn. Không hiểu sao anh ta quen được với Thùy Dương. Anh vẫn ngồi yên trong xe, cố ý nhìn Thùy Dương. Cử chỉ của cô vừa chừng mực vừa vui vẻ, có vẻ như đó là một buổi hẹn hò đi chơi đầu tiên giữa hai người. Thùy Dương thay đổi nhanh quá. Anh đăm đăm nhìn Thùy Dương. Cô bất ngờ quay lại và nhận ra anh. Trong một thoáng cô hơi ngần ngừ, muốn làm ngơ nhưng không dám, muốn tới gặp thì giận. Trường chủ động xuống xe, đi về phía hai người. Anh mỉm cười với Quang. Chào, lâu quá không gặp mày. Quang có vẻ hơi bất ngờ. Anh ngạc nhiên nhìn Trường. Chà, lâu quá mới gặp. Cả hai bắt tay nhau. Quang nhìn vào trong rồi hỏi: Mày tìm ai trong này hả? Trường mỉm cười. Tao tìm cô bé này, cũng có chuyện cần nói. Nhưng bây giờ hai người đi rồi có phải không? Nãy giờ Thùy Dương đứng nhìn chỗ khác. Dù rất ngạc nhiên khi thấy hai người biết nhau, nhưng cô cũng không để lộ ra. Cô không ngờ Trường thừa nhận tới tìm cô một cách tự nhiên như vậy. Thùy Dương quay lại định nói gì, nhưng Quang đã lên tiếng trước cô. Ủa, mày có quen với Thùy Dương hả? Biết nhau đã lâu, nhưng lúc sau này mới gặp lại. Quang nhìn anh một cách ngờ ngợ hoài nghi. Đến tìm kiểu này thì còn có thể có chuyện nào khác ngoài lý do giống anh. Vẻ mặt Quang trở nên thay đổi, có chút gì đó thiếu tự tin và kém vui. Thùy Dương nhìn anh rồi hỏi Trường mà mắt vẫn nhìn chỗ khác. Anh Trường đến có chuyện gì không? Có một chuyện anh nghĩ là quan trọng, nhưng bây giờ em phải đi rồi phải không? Để mai anh gặp sau cũng được. Thùy Dương buột miệng. Dì Kiều có khỏe không? Anh rất mừng là em còn quan tâm đến dì Kiều của em. Anh gặp em là để nói chuyện đó. Thùy Dương có cảm giác như bị hụt hẫng. Cô nói với vẻ bất cần. Em thì có liên quan gì tới dì ấy. Hôm nào em rảnh sẽ tới đó sao? Còn bây giờ em phải đi rồi. Chào anh nha. Cô nhìn Quang. Đi anh Quang. Quang có vẻ hơi ngạc nhiên vì cử chỉ bất lịch sự của Thùy Dương. Cô đâu phải là người như vậy. Thùy Dương vốn rất nhẹ nhàng và dễ thương, sao lại có thể cư xử lạnh lùng với một người như vậy? Anh thấy hơi ngại với Trường nên nói như xin lỗi. Bây giờ tao phải đi rồi, hôm nào mình uống cà phê nha. Xin lỗi nghe. Trường mỉm cười khoát tay. Cứ tự nhiên. Hôm nào tao sẽ gọi điện cho mày. Tao chờ nghe. Ok. Nói xong anh đi về phía xe. Anh cố ý nhìn vào kính chiếu hậu, theo dõi thái độ của Thùy Dương, và thấy cô ngồi lên phía sau Quang mà vẫn cố ý quay mặt chỗ khác chứ không nhìn về phía anh. Trường lái xe ra khỏi sân. Đi trên đường anh cứ đâm chiêu suy nghĩ về thái độ của Thùy Dương. Không biết hành động đó là để trả thù hay vì cô thích Quang thật sự. Cô có thấy mình làm vậy là kỳ không? Vừa dứt khoát với anh đã quen ngay với người khác, mà lại có thái độ như thù nghịch. Cô không dễ hiểu chút nào. Trường mỉm cười một cách bực mình. Tất cả những gì Thùy Dương biểu hiện bây giờ gần như trái ngược hoàn toàn với Thùy Dương trước kia. Và anh bực mình cho chính mình vì đã hành động hấp tấp như vậy. Lẽ ra anh phải tìm hiểu Thùy Dương một thời gian, chứ không phải là đón nhận cô như điều hiển nhiên. Trong cuộc sống, anh luôn thận trọng và điềm tĩnh. Không hiểu được tại sao có lúc mình mất tự chủ đến vậy. Chiều hôm sau, Trường cố ý đến đón Thùy Dương ở nhạc viện. Trong khi chờ cô, anh tự hỏi mình hành động có Quang Minh hay không. Chẳng lẽ anh cố tình tránh mặt Quang nếu như gặp anh ta ở ký túc xá? Anh còn đang tự hỏi mình có nên bỏ về thì thấy Thùy Dương và Minh Khánh trong sân đi ra. Hình như cô thấy anh rồi nên bước chân cô có vẻ phân vân. Minh Khánh hít tay cô nói gì đó, hình như là không cho cô tránh mặt. Đúng như Trường nghĩ, Thùy Dương có vẻ muốn tránh mặt, còn Minh Khánh thì cứ kéo tay cô đi. Trường bèn bước xuống đứng bên cửa chờ. Anh nhìn Thùy Dương chăm chăm, mặt hơi nghiêm, như không đồng ý nếu cô cư xử như hôm qua. Có lẽ thái độ cứng rắn của anh làm Thùy Dương ngại. Cô mím môi một cách nghiêm nghị rồi đi về phía anh. Minh Khánh gật đầu chào Trường. Anh Trường đến đón Thùy Dương hả? Trường gật đầu. Lâu lắm mới gặp Khánh, em có khỏe không? Dạ khỏe. Tự nhiên cô nhìn Trường thật lâu, nhưng muốn anh hiểu một điều gì đó, mà vì có Thùy Dương nên cô không tiện nói. Cử chỉ của cô làm Trường phải nhướng mắt nhìn như hỏi, nhưng anh chỉ im lặng. Minh Khánh chợt cười gượng. Anh đưa Thùy Dương về, em về trước, chào anh. Chào cô bé. Từ nãy giờ Thùy Dương không hề nói gì. Khi Khánh đi rồi cô vẫn đứng im. Trường phải lên tiếng trước. em lên xe đi. Thì Dương lắc đầu. Anh Trường cần nói chuyện gì vậy? Không ấy vào trong kia nói cũng được. Vừa nói, cô vừa hướng mắt vào sân. Trường hiểu cô không muốn đi với anh nên gật đầu ngay. Cũng được, ở đây cũng yên lặng lắm. Hai người đi song song bên nhau, chậm rãi chứ không cần phải vội vã. Nét mặt Thùy Dương có vẻ u ám hơn là khó chịu. Cô lặng lẽ ngồi xuống bậc thềm, im lặng chờ. Trường ngồi xuống phía bên kia bậc thềm. Anh nghiêng đầu nhìn qua Thùy Dương. Sao em không đến thăm bác Kiều? Thùy Dương trả lời nhát gừng. Em đã nói rồi, không muốn nhắc lại nữa đâu. Trường gật đầu. Anh hiểu. Anh cười khẽ. Nhưng em ghét anh chứ đâu có ghét bác ấy. Với người đã từng quý mến em mà em cư xử như vậy, anh thấy vô tâm quá. Như vậy là không được. Thùy Dương rất muốn nói không được thì kệ anh, nhưng vì không dám nói đâm ngang với Trường nên cô giữ im lặng. Trường thản nhiên như không thấy cử chỉ gai góc ngấm ngầm của cô. Nếu em sợ gặp anh ở đó thì anh hứa sẽ không tới những lúc có em. Có thể anh đáng ghét thật, nhưng bác Kiều không phải như vậy đâu. Anh ngừng lại một chút rồi nói thẳng thừng. Em cư xử như vậy là tệ lắm. Nếu muốn sửa sai lầm thì hãy trở về đó đi. Không khi nào, không bao giờ. Trường điềm tĩnh nói. Tại sao không? Vì em không muốn. Nếu ở nhà đó được thì trước kia em đã không đi rồi. Bây giờ em có thể nói lý do em bỏ đi không? Nói được chưa? Thì Dương hơi quay lại. Lạ thật, chuyện này hôm trước bảo không nói tới nữa, sao hôm nay anh nhắc lại? Anh chờ em hôm nay chỉ để có thể nói như vậy thôi à? Thật thất vọng. Trường quay lại nhìn cô một cái. Vì em nghĩ anh sẽ nói chuyện gì? Thì Dương nhận ra mình hấp tấp quá. Cô trở lại thái độ hờ hững. Em không biết, chỉ có điều là không ngờ anh nói chuyện này. Trường nghiêm nghị. Không phải vô cớ khi anh tới thuyết phục em chuyện này, có lý do đó. Có điều bây giờ anh nói không tiện, nhưng anh khuyên em nên về sống với bác Kiều nếu không muốn sau này hối hận. Thì Dương khẽ nhún vai. Em không bao giờ hối hận, nếu có thì là chuyện đã gặp anh và gia đình đó. Trường sửng sốt nhìn Thùy Dương, không chấp nhận cách nói năng khá bặt mạng của cô. Anh nghiêm mặt lại. Dương. Thùy Dương biết mình đã quá đáng, nhưng cô chỉ im lặng chứ không có ý định xin lỗi. Trường cau mặt. Em có thể ghét anh, nhưng đừng quay lưng lại ghét gia đình bác Kiều. Đừng làm người vô ơn. Thùy Dương lạnh nhạt. Em không phải là người dễ thương như trước kia đâu. Mà em cũng không hiểu sao anh cứ muốn dẫn dắt em tới gia đình đó. Sanh rảnh quá vậy hả anh Trường? Trường làm đi. Anh không rảnh và cũng không thích giải quyết chuyện của người khác. Anh làm điều này vì bác Kiều nhờ, mà đã hứa thì anh phải làm tới nơi tới chốn. Ra là vậy. Em không thể thắc mắc vì sao bác ấy thương em quá mức như vậy sao? Em cảm động, nhưng như vậy không có nghĩa là phải làm theo ý muốn của anh. Trường ngắt lời. Ý của bác Kiều chứ không phải là của anh. Nếu nói cho cá nhân anh thì thái độ của em đã làm anh bỏ ngang câu chuyện rồi. Anh quay lại nhìn cô cười bao dung. Anh với Thùy Dương trước kia rất ngoan hiền dịu dàng, nhưng bây giờ dù em có thế nào thì anh cũng không xóa bỏ hình ảnh của em trước kia. Thùy Dương cúi đầu nhìn xuống thềm. Cách nói của Trường làm cô thấy chán mênh mông. Chán cho bản thân mình nhiều hơn là giận Trường. Nhưng cô không hề muốn làm một Thùy Dương yếu đuối như trước kia, vì khi đó cô trở thành bản sao của Kiều Anh rồi. Trường nhìn vẻ mặt của cô rồi cười khẽ. Em có vẻ chán nghe anh nói phải không? Thật tình anh cũng phải nói chuyện này. Rút lại, anh khuyên em hãy về ở chung với bác Kiều đi. Về đi, từ từ rồi em sẽ thấy đó là gia đình của em. Thùy Dương chợt khoát tay. Không bao giờ, đừng nói chuyện này nữa. Nói xong cô đứng dậy, nhưng Trường đã kéo tay cô lại. Đã đến mức này thì anh không quanh co nữa. Bác Kiều là mẹ em đó, mẹ ruột của em đó. Thùy Dương đứng sững ngơ ngác như chưa hiểu. Cô vô tình ngồi trở xuống. Anh nói cái gì vậy? Trường điềm tĩnh nhìn cô. Người đó là mẹ ruột của em, và chuyện em với Kiều Anh giống nhau cũng hiển nhiên như em là con gái của gia đình đó vậy. Thùy Dương lạc giọng. Không thể nào. Nếu sợ anh nói dối thì em hãy tự mình kiểm chứng lại. Đến gặp mẹ em đi, hỏi cho tường tận, kiểm chứng đến tận cùng. Nếu em còn hoài nghi. Thì Dương cứ ngồi lặng suy nghĩ. Và sau khi đã nghiền ngẫm cho hết khái niệm đó, cô có vẻ bị cú sốc choáng váng. Cô cứng người như tượng đá rồi đứng bật dậy. Em muốn tới gặp bà ấy ngay. Tại sao lại là như vậy? Tại sao cuộc đời em kỳ quặc như vậy? Ngực cô phập phồng theo nhịp thở, mặt đỏ bừng. Cô nói như hét. Tại sao số phận em đáng ghét như vậy? Trường cũng đứng lên theo cô. Bình tĩnh lại đi Dương. Vừa nói, anh vừa nắm vai cô như muốn giúp cô trấn tĩnh. Nhưng Thùy Dương gạt ra, cô nói nhanh: mẹ nuôi chị Oanh mà lại bỏ em cho người khác nuôi, để em phải chịu bao nhiêu cay đắng. Khi em thoát ra được thì lại đến lượt gặp anh, để bị anh lợi dụng. Số em là vậy đó sao? Trường nhìn sững cô. Anh lợi dụng em à? Anh bước tới lắc mạnh tay cô. Nhắc lại đi, nói lại câu đó đi. Em nói anh lợi dụng em phải không? Không bằng tiền bạc mà là tình cảm. Em là vật thế chân của chị Oanh. Vì em giống chị ấy quá nên anh mượn em để lấp đầy sự trống vắng của anh. Cả dì Kiều cũng vậy. Bà ấy muốn có em để đỡ nhớ chị Oanh. Cả hai người đều có mục đích riêng, chứ có ai nhìn vào bản thân em không? Giọng Trường nghiêm khắc. Em không được nói bậy. Em nói đúng chứ không sai. Nhưng vì khi em bị vạch ra sự thật, anh thấy tệ quá nên anh phải phủ nhận. Nghe đi Dương, em có thể nghĩ anh là người ác hay gì đó, anh không giận. Nhưng với bác Kiều mà em không chịu nhận ra tình thương của người mẹ thì em nhẫn tâm lắm. Thì Dương run run giọng. Bà ấy đã bỏ em được thì cứ bỏ luôn đi. Bây giờ chị Oanh chết rồi, bà ấy sợ cô đơn nên muốn nhận em trở lại phải không? Khi biết như vậy em càng hận thêm thôi. Dù đã biết Thùy Dương sẽ không dễ dàng đón nhận sự thật này, nhưng cách phản ứng của cô vẫn làm Trường kinh ngạc. Sao Thùy Dương quá nhạy cảm như vậy mà là toàn những ý nghĩ không đúng? Anh cố nói để cô dịu bớt căng thẳng. Sao em không bình tĩnh lại để nói chuyện với mẹ em, tìm hiểu sự thật? Sao lại tức giận vô lý như vậy? Thùy Dương nói bình tĩnh. Em không giận vô lý. Khi em còn nhỏ, cần người mẹ nhất thì mẹ lại bỏ cho người dân nuôi. Điều đó có nghĩa là mẹ chỉ thương chị Oanh. Nếu là anh có hận không? Nếu là anh sẽ tới hỏi lý do. Em không thể vị tha để đến tìm bà ấy mà hỏi. Trước mắt em chỉ thấy một điều là bà ấy có hai đứa con, nhưng bỏ một đứa giữ lại một đứa. Tình thương con mà cũng không đồng đều thì trên đời này còn cái gì công bằng? Anh trả lời được không? Trường định giải thích thì Thùy Dương chợt khoát tay, giọng mệt mỏi. Em đang muốn ở một mình, anh về trước đi. Dù sao em cũng cảm ơn nhiệt tình của anh đối với em. Em đang không bình thường, đứng ở đây một mình. Nghe lời anh, em về ký túc xá với bạn đi. Có bạn, em sẽ đỡ buồn hơn. Không, nếu không muốn thì hãy đi chơi với anh cho khuây khỏa. Thùy Dương cười nhếch môi. Em thế này mà còn tâm trạng để đi chơi sao? Vẫn hơn là em ngồi một mình thế này. Thùy Dương đưa mắt nhìn chỗ khác. Em đã từng một mình rồi, có cô đơn lần nữa cũng là thường. Anh về trước đi. Nói xong cô quay người đi lên cầu thang. Không cần biết Trường về hay chưa, cô làm vậy không phải vì ghét Trường mà vì tâm trạng đang vô cùng bất thường chao đảo. Vừa đau khổ vừa tức giận, chứ vui thì quá mơ hồ. Thùy Dương lên tầng trên, cô lại ngồi phịch xuống bậc thang. Chiếc giỏ để một bên, cô vòng tay qua gối, đầu gục xuống chân. Dáng điệu buồn khổ, xa lạ với những cử chỉ của cô trong thời gian sau này. Những ngày sống ở nhà bà Kiều như lần lượt lướt qua đầu cô. Trong trí nhớ không phai, sự chăm sóc thương yêu của người mẹ, tất cả những gì bà làm cho Kiều Anh đều nói lên tình yêu vô bờ bến. Vậy mà bà có thể bỏ được cô, mà lại bỏ trong lúc cô còn bé bỏng, lúc cần mẹ nhất. Thùy Dương nhớ trong đời mình, cô chưa khi nào hiểu được tình mẹ con cho tới lúc sống ở nhà bà Kiều. Bất giác cô khóc nấc lên, vừa tủi thân vừa oán giận. Những ý nghĩ đó làm phủ nhận tất cả tình cảm của cô đối với bà Kiều. Cô không biết mình sẽ đối xử ra sao với bà, nhưng ngay bây giờ thì không thể nào đón nhận một cách vui vẻ được. Chợt Thùy Dương cảm thấy ai đó choàng tay qua vai mình. Cô ngẩng phát lên nhìn, nhận ra Trường. Cô hỏi mà không buồn lau nước mắt. Anh chưa về sao? Em như vậy làm sao anh bỏ về được? Anh biết chuyện này làm em giận, nhưng thật ra đó là chuyện vui của em, là hạnh phúc nhất đời. Đừng tự làm khổ mình nữa. Thùy Dương im lặng nghe, hoàn toàn không muốn trả lời. Cử chỉ đó không hề làm Trường bực mình. Anh nói tiếp. Em đau khổ một thì bác Kiều đau khổ gấp 10 lần như vậy. Em có thử hiểu điều đó không? Thùy Dương không nói gì. Cô lặng lặng lấy khăn ra lau nước mắt, rồi nói với vẻ lạnh nhạt. Cô bao giờ anh hiểu tâm trạng một đứa bé không có mẹ không? Lúc nào cũng chơ vơ, lạc loài trong suy nghĩ. Lúc mẹ nuôi còn sống, mẹ đối xử tốt với em, nhưng hình như đó không phải là tình thương. Em còn nhỏ sao mà biết được. Trẻ con rất mẫn cảm với người nuôi mình. Ai không yêu nó tự nhiên sẽ cảm nhận được. Lúc nhỏ em không hiểu được tại sao mẹ không yêu quý em, rồi đến ba nuôi cũng vậy. Cô ngừng lại thở dài. Bây giờ em mới hiểu tại sao ba để dị Thuận và Tinh Quảng bức hiếp em. Tại vì ba không đau lòng đến mức dám trái ý dị Thuận. So với em thì dì Thuận được ba thương hơn. Anh hiểu. Rồi chính vì ba không bảo vệ em nên hai người đó mặc tình ăn hiếp. Tóm lại, nếu em được ba hay mẹ bảo vệ thì trên đời này không ai hiếp đáp em kiểu đó. Trường nhìn cô, lần đầu tiên anh hiểu sự bất hạnh nội tâm của cô. Thùy Dương cười khẽ. Một đứa con gái không được ba mẹ bảo vệ thì tự mình phải bảo vệ mình, nhưng mình lại không đủ mạnh để làm người khác biết sợ. Anh biết nó khổ đến thế nào không hả anh Trường? Trường quay lại ôm cô vào lòng. Dương. Nhưng Thùy Dương gượng ngồi lên. Cô né người ra khỏi anh. Giọng cô lạnh băng. Khi em nhìn cách dì Kiều săn sóc chị Oanh, em mới hiểu mẹ con là như vậy. Em khao khát đến điên cuồng. Mình cũng có một người mẹ. Đừng nghĩ đau lòng như vậy Dương. Bà ấy đã tước đi tuổi thơ của em, tước mất tình cảm mà em đáng được nhận. Bây giờ em lớn rồi, có thể tự bảo vệ được mình rồi. Bà ấy xuất hiện để làm gì? Giờ sẽ đóng vai trò gì trong đời em đây? Trường lại kéo Thùy Dương vào lòng. Anh biết em sẽ khó mà tha thứ về chuyện bị mẹ bỏ, nhưng em hãy định thần lại, thử tìm hiểu lý do. Anh thề là trên đời này, trừ phi quá bị bức bách, còn không thì không có người phụ nữ nào bỏ con của mình cả. Anh muốn em đến tìm bà ấy à? Không đâu, tính em thẳng lắm. Em sẽ nói những điều khó nghe, rồi bà ấy sẽ đau lòng thêm. Em không muốn như vậy. Trường suy nghĩ một chút rồi nói nhẹ nhàng. Anh không đủ tư cách để bắt em nghe lời anh, nhưng rồi em sẽ thấy những gì anh nói với em là đúng. Em không cần đến với mẹ em ngay đâu. Cứ bình tĩnh suy nghĩ, rồi em biết mình sẽ làm gì. Anh chợt nói qua chuyện khác. Quang đối xử tốt với em chứ? Thùy Dương quay nhanh lại nhìn anh. Bây giờ mà Trường có thể nói chuyện đó sao? Cô đưa mắt nhìn chỗ khác. Anh hỏi để làm gì? Có chuyện gì không? Hy vọng là anh sẽ không cho em một cú sốc nào nữa. Anh nói chuyện này vì không muốn đầu óc em tiếp tục căng thẳng. Với lại anh rất muốn biết chuyện của em. Dì Kiều bảo anh hỏi phải không? Trường lắc đầu. Bác ấy không biết chuyện này. Vậy à? Trường nhìn cô đăm đăm. Anh muốn biết tại sao em đến với Quang. Em quen với anh ta lâu chưa? Thùy Dương nhìn đăm đăm một góc, nét mặt ủ dột. Muốn lâu thì lâu, muốn mới thì mới. Trường thoáng cau mày vì cách nói chuyện của cô. Nếu không có cử chỉ thẫn thờ đó, hẳn anh phải nghĩ cô gay góc ngang ngạnh lắm. Anh kéo vai Thùy Dương lại, bắt cô phải nhìn anh. Em phải nói thật. Em quen với Quang lâu chưa? Thùy Dương gỡ tay Trường ra. Lúc này em không muốn nói chuyện đó. Tại sao em phải nói với anh chuyện tình cảm của em? Anh có là gì của em đâu. Đợi tới là gì mới có thể hỏi sao? Thùy Dương không trả lời. Cô lặng lẽ xoa xoa vai như đang bị đau. Vẻ mặt cô vừa chán vừa buồn vừa mệt mỏi. Có vẻ như chiều nay là một buổi chiều ảm đạm trong đời cô. Trường lấy lại thái độ điềm tĩnh. Anh xin lỗi vì đã làm em mệt. Bây giờ không nói chuyện này nữa, nhưng anh sẽ hỏi lại vào dịp khác khi em bình tĩnh hơn. Em không có gì mà cần phải bình tĩnh. Chuyện tình cảm của anh Quang chắc chắn không làm em đứng tim hay bị sốc như chuyện của anh. Em có dám chắc không? Nếu có thì đó cũng là chuyện của em. Vừa nói cô vừa chậm rãi đứng dậy, cắm cúi đi xuống cầu thang. Trường đi phía sau cô, nhưng khi xuống sân, anh bước dấn lên chặn cô lại. Để anh đưa em về. Thì Dương không nói gì. Đó không phải là cử chỉ phản đối. Cô làm Trường hơi ngạc nhiên. Hình như tâm trạng không bình thường làm cô không có ý nghĩ chống đối anh. Khi Trường đưa Thùy Dương về ký túc xá thì thấy Quang đang đứng chờ ở cổng. Anh đang tự hỏi có nên chào hay làm như không thấy thì Thùy Dương đã bước xuống. Cô nói ngắn gọn. Chờ anh. Em vào đi. Quang đi về phía Thùy Dương và gật đầu chào Trường. Anh khẽ giơ tay chào lại rồi quay đầu xe chạy ra đường. Vẻ mặt trở nên tư lự như phong cách bình thường của anh. Thùy Dương ngồi cạnh Quang, lơ đãng cho từng viên sô-cô-la vào miệng. Cô và Quang đã vào đây từ trưa. Cà phê Trung Nguyên có không khí yên tĩnh, một góc phòng yên tĩnh. Nó cần thiết cho cô rất nhiều sau những lúc phải sống trong áp lực của tinh thần. Bên cạnh cô, Quang cũng yên lặng nhấp ly cà phê. Hôm nay Thùy Dương không chịu nói chuyện nên anh cũng trở nên lặng lẽ. Dù với anh, ngồi bên cô mà phải chịu thái độ lơ là cũng không phải là dễ chịu. Càng tiếp xúc với Thùy Dương, anh càng thấy không thể nào hiểu được cô, dù là một chút. Khi mới gặp, cô tạo cho anh ấn tượng về một cô gái đẹp quý tộc hiền diệu. Gặp lần thứ hai là vẻ lịch sự hòa nhã, lần thứ ba là phong cách hoạt bát vui vẻ. Cuối cùng là những ngày gần đây, cô trở nên xa vời khó gần, lúc nào cũng đăm đăm buồn chán. Có lúc giữa chừng câu chuyện rời rạc mà cô trở nên giận dữ cáu kỉnh, không có vẻ gì là một Thùy Dương dịu dàng mà anh từng biết. Thật lạ khi Quang dễ dàng chấp nhận hết những cái đó. Cả lúc cô nổi giận, không phải với anh mà là với một điều gì đó giấu kín trong lòng. Mọi trạng thái của cô, anh đều thấy có nét dễ thương riêng. Chính vì vậy mà anh thích ở gần cô. Thì Dương trút viên sô-cô-la cuối cùng vào tay, mà cô khẽ nhăn lại. Hết rồi, chán thật, ăn chỉ có chút xíu. Quang dợm đứng lên, để anh ra ngoài kia mua thêm. Thì Dương lắc đầu, đừng mua, em không ăn đâu. Sao em có vẻ bực vậy? Tại ít quá em ăn không đủ phải không? Chắc vậy, nhưng em đổi ý rồi, không muốn ăn nữa, chán lắm. Quang im lặng ngồi xuống, anh chống tay trên bàn, hơi nghiêng người nhìn Thùy Dương. Em có chuyện buồn phải không? Anh thấy em có vẻ của một người bị buồn lắm à? Hỏi rồi không đợi Quang trả lời, cô nói luôn. Nếu thấy đi với em chán thì anh cứ về, em không cản. Quang xua tay. Không phải anh nghĩ như vậy, anh chỉ muốn biết để an ủi em thôi. Thùy Dương chợt cười to. Anh vui thật đó. Cô chợt ngưng cười, khuôn mặt trở nên lặng lẽ khi nhìn ra cửa. Quang quay lại nhìn, anh thấy Trường cùng hai người bạn đang bước vào. Họ đang tìm bạn, và Trường cũng không thấy bạn anh. Anh đưa mắt nhìn Thùy Dương. Hình như anh ấy không thấy em đó Dương, để anh gọi nhé. Thùy Dương khoát tay. Thôi đừng, em làm biếng chào người quen lắm, cứ làm như không thấy cho xong. Quang không nói gì nữa, anh xoay ngựa lại, cố ý nhìn vào mắt Thùy Dương. Em quen với anh ấy lâu chưa Thùy Dương? Thùy Dương vẽ vẽ ngón tay trên bàn, như không muốn trả lời. Lạ thật, anh với anh ta sao ai cũng hỏi em câu đó hết vậy? Hai người có quen nhau à? Cũng có. Có thân không? Không thể nào gọi là thân được. Vậy hả? Rồi cô hỏi với giọng tinh quái. Hay là trước kia hai người cùng dành một cô gái nên biết nhau, em nói có đúng không? Quang có vẻ bối rối. Sao em lại hỏi vậy? Nếu chịu quan sát, Thùy Dương sẽ thấy cử chỉ thiếu tự nhiên của Quang. Nhưng vì cô chẳng bao giờ quan tâm đến anh, nên cô cũng không tò mò thêm, cũng không để ý mình đã đùa như thế nào. Quang chợt hỏi với vẻ dè dặt. Hãy nói thật với anh đi, em biết nhiều về anh ấy không? Thùy Dương mím môi. Em không biết gì về anh ta, mà cũng không quan tâm đời tư của anh ta. Anh thấy anh ấy đến tìm em những 2 lần. Nhưng như vậy đâu có nghĩa là em có bổn phận phải biết về anh ta. Cô chợt nổi giận. Nếu anh cứ hỏi như vậy, em sẽ về đó. Quang vội chặn tay cô lại. Đừng Thùy Dương, anh sẽ không hỏi nữa. Nhưng Thùy Dương vẫn đứng lên. Thôi, em chán ở đây rồi, em muốn về với bạn em. Hay là để anh đưa em đi chỗ khác chơi? Thùy Dương lắc đầu. Em muốn về. Quang có vẻ không vui, nhưng vẫn chiều theo ý cô. Anh kéo ghế cho cô bước ra và đi về phía sau cô. Khi ra cửa, cả hai đi ngang qua bàn của Trường. Thùy Dương đi thẳng như không thấy anh, nhưng Quang buộc lòng phải đứng lại nói mấy câu với Trường, rồi vội vã đuổi theo Thùy Dương. Trên đường về, Thùy Dương im lặng suốt. Quang hỏi gì cô cũng trả lời rời rạc. Nhưng khi về ký túc xá, cô đột nhiên lên tiếng. Anh Quang, anh thích em vì cái gì vậy? Quang hơi ngạc nhiên vì cách thay đổi đột ngột của cô. Anh nói thận trọng. Vì nhiều thứ lắm. Vì em đẹp và hiền chứ gì, phải không? Trước tiên là gì? Thấy em hiền lành, dịu dàng đúng không? Đầu tiên là vậy, nhưng em còn có tính sôi nổi hoạt bát và mơ mộng. Em đa tính cách. Thùy Dương không để ý câu đó, cô hỏi khăng khăng. Nhưng trên hết là vì anh tưởng em hiền, yếu đuối và nhu mì có đúng không? Đúng là như vậy. Thùy Dương chợt giận lên. Vậy thì đừng thích em nữa. Em không phải là người dịu dàng đâu, và em ghét nhất con gái dịu dàng. Em sao vậy Dương? Không nghe cô trả lời, anh hỏi lại lần nữa. Hôm nay em làm sao vậy Dương? Nhưng Thùy Dương chỉ im lặng. Quang quay đầu lại nhìn cô. Mặt Thùy Dương có vẻ giận ghê gớm. Anh không hiểu nổi tại sao cô lại giận như vậy, trong khi câu nói của anh đâu có gì xúc phạm cô. Khi xe ngừng trong sân, Thùy Dương bước xuống, nói một tiếng chào ngắn ngủn, rồi bỏ đi nhanh vào cửa. Quang rất muốn đi theo hỏi, nhưng không dám. Anh sợ bị cô đuổi về thì quê. Khi Quang vừa quay đầu xe ra, thì Trường cũng vừa đi tới. Hai bên chào nhau vừa lịch sự vừa xa vời. Cách chào của những người đã quá hiểu rõ nhau, nhưng không thể chỉ trích lẫn nhau, vì không ai muốn nhớ lại cái gì đã làm hai người biết nhau. Trường dẫn xe vào trong, rồi đi lên phòng của Thùy Dương. Cánh cửa chỉ khép hờ chứ không đóng. Anh nhìn vào thì thấy cô đang ngồi trên bàn, tay chống cằm nhìn ra cửa sổ. Cô vẫn mặc bộ đồ lúc nãy, hình như đang có tâm trạng không vui nên về phòng rồi mà cô vẫn chưa sinh hoạt bình thường. Trường gõ cửa hơi mạnh tay. Thùy Dương quay ra nhìn, thấy anh, cô đứng dậy đi ra, vẻ mặt phảng phất vẻ cáu kỉnh. anh lại có chuyện gì nữa phải không? Làm ơn đừng bắt em nghe chuyện của dì Kiều, bây giờ em không muốn nghe. Trường nói thản nhiên, anh thấy em nên mời anh vào phòng trước đã, còn nói chuyện gì đó sẽ nói sau, anh không thể đứng thế này lâu được. Thì Dương cũng nhận ra mình đã hấp tấp, cô đẩy rộng cửa phòng. Anh vào đi, bạn em đi vắng hết rồi, anh cứ tự nhiên. Trường ngồi xuống cạnh bàn, Thùy Dương bước qua giường, cô im lặng nhìn qua cửa sổ. Trường biết cô không muốn tiếp anh, nhưng cũng không dám đuổi. Dù sao thì Dương vẫn còn biết sợ anh, như thế may ra có thể khuyên cô một điều gì đó. Trường nghiêng đầu nhìn Thùy Dương. Lúc nãy em đi chơi vui không? Bình thường. Anh muốn hỏi em một chuyện được chứ? Thùy Dương quay lại. Nếu là chuyện của dì Kiều thì đừng nói, chuyện anh Quang xin cũng đừng hỏi. Ngoài ra anh muốn nói gì tùy anh. Trường điềm nhiên. Bác Kiều là mẹ chứ không phải người dưng đối với em. Trước kia không biết thì thôi, bây giờ biết rồi dù thích hay không, em cũng nên gọi bằng mẹ. Thùy Dương nghiêm nghị. Nếu như anh nói chuyện đó, dù là thêm một câu nữa, em sẽ bỏ đi ngay đó. Đừng căng thẳng như vậy, em đang quá nóng nảy đó Dương. Anh khoát tay như bỏ qua. Anh chịu ý em không nói chuyện đó, cứ để từ từ cũng được. Nhưng còn chuyện của Quang, em không thể không biết nếu muốn trói buộc anh ta. Thùy Dương quay mặt lại nhìn ra cửa như không muốn nghe. Trường nói một cách kiên nhẫn. Em hiểu về Quang bao nhiêu mà dám quen với anh ta vậy Dương? Hình như có ai đó giới thiệu phải không? Thùy Dương quay lại. Ý anh muốn nói gì? Muốn khuyên em một điều quan trọng. Nếu chưa hiểu hết về anh ta, em khoan tin, nhất là khoan có tình cảm. Cảm ơn anh. Cảm ơn có nghĩa là không muốn anh nói nữa phải không? Anh đã hiểu vậy thì em không cần phải nói ra. Nói thật bây giờ em chán tất cả. Em rất hối hận vì đã gặp anh. Thà để cho quên luôn, anh làm em không còn yên ổn nữa. Em chọn cách yên ổn để phủ nhận những thứ mà em không có can đảm biết, có phải không? Em không muốn nghe. Trường vẫn thản nhiên. Em không muốn biết đời tư của Quang vì sợ một lần nữa lại thất vọng. Không muốn nhắc đến mẹ của em vì sợ phải yếu mềm. Trong khi em còn đang giận, em thích nuôi cảm giác đó hơn là chịu nhận mẹ mình. Thì Dương chợt đứng bật dậy. Tại sao anh cứ bắt em đau khổ? Tại sao không làm ơn biến mất khỏi cuộc sống của em? Làm ơn đừng nói nữa được không? Trường nhìn cử chỉ bất rứt của cô. Anh hiểu cô rất căng thẳng, nhưng vẫn quyết định tới cùng. Em thế này, lẽ ra anh phải im. Nhưng anh biết chắc nếu như vậy, em sẽ sống trong tâm trạng rối rắm, nên anh buộc lòng phải nói. Em đã nói là em không muốn nghe. Bây giờ chỉ nói chuyện của Quang thôi. Anh khuyên em thật lòng, hãy chấm dứt ngay. Anh biết em chưa yêu anh ta đến mức không thể thiếu đâu. Thùy Dương chợt nói với vẻ kiêu kỳ. Sao anh biết? Anh biết chắc chắn như vậy. Dân, bây giờ thì chưa, nhưng sẽ. Càng gần anh ấy, em càng thấy thích. Và em chấp nhận hết những tính xấu của anh ấy. Có phải em muốn trả thù một cái gì đó không? Em nói thật, chứ không trả thù. Thôi được, vậy anh khuyên em điều này. Em bắt Quang phải kể hết quá khứ của anh ta đi. Kể thật lòng, không được giấu giếm. Lúc đó rồi, em hẳn quyết định có nên yêu anh ta hay không. Thùy Dương nói một cách bướng bỉnh. Cảm ơn lời khuyên của anh. Cô quay đầu lại, nhìn thẳng mặt Trường, gật đầu một cái. Em biết anh bao giờ cũng là người tốt bụng, bao giờ cũng lo cho em. Nhưng có lúc, lòng tốt lại làm hại người khác. Ví dụ như anh chia rẽ tình cảm của em, trong khi em đã nói em tin anh Quang tuyệt đối. Bây giờ em thấy anh xấu xa lắm đó. Trường thoáng mím môi, nhưng rồi chỉ mỉm cười. Anh cũng biết giận đó Thùy Dương, nhưng mà không sao. Em đang bất ổn nên anh bỏ qua cho em. Cảm ơn anh. Trường nói tiếp. Mà anh cũng không tin một người cẩn thận như em lại bỏ qua những lời khuyên của anh. Em đã cẩn thận quá mức với anh. Vậy tại sao bây giờ lại như vậy? Nói xong anh đứng dậy. Bây giờ anh về. Thùy Dương đứng dậy. Em cảm ơn lời khuyên của anh, nhưng em mong rằng từ đây về sau mình sẽ không gặp lại nhau nữa. Trường không trả lời. Anh đi ra hành lang. Thùy Dương khóa cửa lại rồi leo lên giường, chuẩn bị đi tắm. Nhưng cô chưa kịp vào phòng tắm thì lại nghe tiếng gõ cửa. Cô lắc đầu một mình, nhưng vẫn bước ra mở. Lần này thì người khách là Quang. Thùy Dương hơi lùi lại. Sao anh chưa về? Nãy giờ anh ở đây à? Anh đã về, nhưng mà không yên tâm nên trở lại. Lúc nãy em giận chuyện gì vậy? Anh không hiểu được. Thùy Dương cắn môi thở dài. Sao mà thèm được yên ổn quá, muốn được một mình và đừng nghĩ ngợi gì hết. Nhưng ngay cả chuyện bình thường đó bây giờ cũng không có được. Cô chớp mắt mệt mỏi. Bây giờ em muốn một mình lắm, anh về đi nha. Hôm nào rảnh em sẽ gọi điện cho anh. Cử chỉ của An có vẻ bất ổn. Khoan, em cho anh hỏi một câu thôi. Trường có quan hệ thế nào với em? Tại sao anh ta tìm em hoài vậy? Thùy Dương nhìn anh không chớp mắt. Cử chỉ đó làm cô nghĩ tới những gì Trường nói. Hãy bắt anh ta nói về quá khứ, nói thật và không được dối trá. Hình như con người này cũng có quá khứ làm cô bất ổn như Trường. Bỗng nhiên cô quyết định hỏi tới cùng. Cô bước tới kéo ghế về phía Quang. Anh muốn nói lâu thì ngồi đi. Và cô hỏi một cách thẳng thắn. Sao anh chưa khi nào kể về quá khứ của anh cho em nghe vậy? Em không tin một người như anh lại không có quá khứ đâu. Quang thoáng bối rối. Có phải Trường đã bảo em hỏi anh không? Anh ta bảo hay không không quan trọng. Quan trọng là anh kể chuyện của anh kìa. Quang ngồi im thật lâu. Anh có vẻ suy nghĩ và phân vân. Anh cứ im lặng lâu đến mức Thùy Dương thấy không chờ nổi. Cô lên tiếng. Nếu không có gì khuất lấp thì sao anh phải khó nghĩ vậy? Quang nói lần khần. Không phải anh muốn giấu em, nhưng vì anh chưa có dịp nói. Thì bây giờ là dịp rồi đó, anh nói hết đi. Thấy Quang cứ do dự, cô nói tiếp, cũng thẳng thắn như lúc nãy. Có phải trước em anh cũng từng thích ai đó đúng không? Quang miễn cưỡng gật đầu. Anh thích một người, nhưng đó là mấy năm trước, lâu rồi. Lúc đó anh mới ra trường, tình cảm cũng chưa định hình như bây giờ. Thì ra là vậy. Thế anh chia tay với chị ấy à? Không phải chia tay, mà cô ấy không thích anh. Thùy Dương chợt phì cười. Vậy hả? Em đừng cho là chuyện đó quan trọng. Chỉ là tình cảm một chiều, mà một chiều thì không có kỷ niệm gì để nhớ. Vả lại cô ấy cũng chết rồi. Sao? Thùy Dương mở lớn mắt. Cô hỏi tới. Tại sao chết vậy? Quang vô tình. Cô bị bệnh tim bẩm sinh. Thùy Dương nhìn Quang trân trối. Giờ thì cô vụt hiểu ra, hiểu hết tất cả. Đó là lý do mà Trường bảo cô hỏi Quang, vì anh và Quang cùng yêu một Kiều Anh. Và chỉ biết cô từ chối là một bản sao, nên anh ta tốt bụng nói trước cho cô biết. Anh ta tốt bụng thật. Cô nhìn Quang chằm chằm. Có phải vì anh Trường mà anh thất bại không? Quang gật đầu một cách miễn cưỡng. Nhưng anh không để bụng thù hằn anh ta. Chỉ có anh ta chấp nhất anh thôi. Anh ngừng lại như do dự rồi nói thẳng. Nếu có tới với em thì anh ta cũng không quên được người yêu cũ đâu. Thùy Dương có cảm giác bị tát một cái vào mặt. Cô mím môi. Chuyện đó không liên quan gì tới em. Anh ta quên hay thích ai là quyền của anh ta. Anh đừng có ý kiến. Nếu như Trường thích em thì giữa anh với anh ta, em sẽ chọn ai? Em chỉ thích được yên tĩnh một mình. Quang không hiểu. Anh hỏi lại. Nếu em phải lòng anh ta rồi thì em sẽ đau khổ. Vì làm người thứ hai đó Dương. Anh ta sẽ không hết lòng với em như anh đâu. Người ta nói mối tình đầu thường khó quên lắm. Huống hồ anh ta đã từng yêu cô ta một cách sống chết. Thì Dương lạnh nhạt. Anh cũng đã từng có mối tình đầu đó thôi. Nhưng không giống như Trường. Anh và cô ấy không có kỷ niệm nào cả. Tình cảm một chiều, có muốn cũng không sâu sắc được. Có phải lần đầu tiên gặp em, anh thấy em giống người đó lắm phải không? Người anh thích đầu tiên ấy. Quang lắc đầu. Lúc đó anh chỉ thích vì em đẹp, chỉ muốn làm quen chơi chứ chưa có ý định nghiêm chỉnh. Nhưng càng thân với em, anh mới càng thấy em quan trọng. Cảm ơn, nhưng anh đã dối lòng rồi. Vì sợ em giận nên anh không dám nói thật. Là anh thích em vì em giống người đó. Không hẳn như vậy. Em là em. Em đừng có tự làm khổ mình vì chuyện đó. Thùy Dương cười như không. Anh đừng sợ em bị xúc phạm. Em không quan tâm anh nghĩ gì đâu. Nếu anh có thích em qua hình bóng của chị ấy, em cũng chẳng quan tâm. Thùy Dương, anh có thể thề với em. Nhưng Thùy Dương ngắt lời. Em không giận anh đâu, thật mà. Cô khẽ vươn người cho đỡ mỏi. Em mệt quá. Suốt cả ngày nay không được ngủ. Anh thông cảm nha. Bao giờ rảnh em sẽ gọi cho anh. Quang nhìn cô cảm thấy không yên tâm. Thật ra chuyện khó khăn nhất đã nói xong. Anh cảm thấy nhẹ lòng. Nhưng cách phản ứng của Thùy Dương làm anh thấy bất an. Nếu cô giận hay tự ái, có lẽ anh còn tin là mình chinh phục được cô. Đằng này cô chẳng có vẻ gì là bị sốc. Thế nên anh hoang mang. Anh hỏi với vẻ nao núng. Em nói bao giờ rảnh là sao? Bây giờ em mệt quá, chẳng biết mình nói gì nữa. Anh thông cảm cho em. Hôm nào gặp lại. Quang không còn cách nào khác. Anh đành đứng lên. Anh về đây. Thùy Dương tiễn anh ra cửa rồi quay vào. Trong không đầy 1 giờ đồng hồ, cô đã tiếp 2 người. Mà người nào cũng làm cho cô bị đau đớn theo cách riêng. Riết rồi cô không còn muốn gặp mặt ai nữa. Cô tắm xong rồi pha cho mình một ly cà phê, ngồi xuống sàn, lặng lẽ thưởng thức một mình. Dịp qua chợt về tới, thấy dáng điệu buồn lặng của Thị Dương, cô quăng chiếc giỏ lên giường, rồi tò mò ngồi xuống bên cạnh. Sao ngồi có một mình vậy? Tại vì không có ai trong phòng nên phải một mình. Diệp Qua đập lên vai cô một cái. Nói vậy mà cũng nói. Ý mình hỏi là tại sao về sớm vậy, anh Quang đâu? Về rồi. Diệp Qua nhìn xuống ly cà phê, rồi nhướng mắt nhìn Thùy Dương. Có chuyện gì buồn phải không? Dương mà buồn là biết ngay. Thùy Dương gật đầu. Mình đang nghĩ ước gì chết hay tự nhiên biến mất. Mình chán sống lắm. Diệp Qua cười khẽ. Người như Dương mà muốn chết, trên đời này con gái còn ai muốn sống nữa. Thì Dương nhìn đăm đăm vào góc phòng, không để ý câu nói của Diệp Hoa. Cô hỏi nhắc gừng. Chuyện trước đây anh Quang thất tình, Hoa có biết không? Diệp Hoa vô tư lắc đầu. Mình không biết, mình chỉ biết anh ấy qua Linh. Nhưng có chuyện đó nữa sao? Mà Hoa biết người đó là ai không? Chị mình đấy. Diệp Hoa thẳng thốt. Chị Oanh, chị của Dương. Cô kêu lên. Trời đất, sao cả hai người thích Dương, ai cũng thích chị Oanh trước vậy? Cô nhìn vẻ mặt u ám của Thị Dương, nói vội. Mình không cố ý nói vậy. Thì là tại vì... Thôi đi, không cần bào chữa gì đâu. Sự thật là vậy rồi thì nói thẳng ra lại hay hơn. Diệp Hoa nhăn nhó. Thật không ngờ. Nhưng anh Quang không giống anh Trường đâu. Ảnh đâu có gì với chị Oanh mà phải nhớ lâu. Với lại, ảnh thích bản thân Dương, chứ không giống như anh Trường. Mình cũng chẳng biết thế nào. Chị muốn nói với Hoa cho đỡ khổ. Mình buồn lắm, mình thương chị mình, nhưng không thể chấp nhận làm cái bóng của chị ấy. Gì khác thì được, trừ tình cảm. Diệp Hoa gật đầu. Nếu là mình cũng không bao giờ chịu. Nhưng mà Dương chịu nhận chị Oanh là chị rồi à? Nó là đương nhiên mà. Vậy thì sao không chịu nhận mẹ? Giận hoài không được đâu, bác ấy khổ lắm đó. Thì Dương lập tức đứng lên. Mình đi ngủ đây. Cô cúi xuống, cầm ly đi rửa, rồi lẳng lặng lên giường nằm. Diệp Hoa không hề giận thái độ đó. Cô biết Thị Dương rất đau khổ và không muốn nhắc tới mẹ mình. Tưởng như Thị Dương quá đáng, nhưng thật ra cả tuổi thơ của Thị Dương bị mẹ đánh cắp, muốn quên ngay cũng không được. Nếu là cô cũng không biết mình có tha thứ được hay không. Diệp Hoa ngồi tẩn mẫn nghĩ ngợi. Cô cảm thấy mình hơi có lỗi khi giới thiệu Quang cho Thị Dương. Lúc đó cô chỉ thấy anh đủ tiêu chuẩn, thế là tốt. Nhưng không ngờ chuyện lại như vậy, cuối cùng lại làm Thị Dương buồn thêm. Nhưng thật ra chuyện đó đâu có lớn, tại tính cô nàng quá tự ái mà thôi. Trường vén màn bước vào trong. Anh đưa mắt tìm một bàn trống, rồi chọn một bàn trong góc phòng, nơi gần sân khấu, có thể quan sát những nhạc công đang ngồi phía dưới. Phòng trà về đêm mới thật sự là quyến rũ. Cả căn phòng như chìm trong tiếng nhạc nhẹ nhàng. Cô ca sĩ trên sân khấu cũng có phong thái nhẹ nhàng. Nhưng tất cả những cái đó không phải là lý do để kéo Trường đến đây. Anh gọi nước xong rồi giữ cô tiếp viên lại. Cô vui lòng gọi cô Thị Dương đến bàn này giùm, cảm ơn nhé. Dân. Cô gái đi rồi, Trường ngã người ra ghế, đưa mắt nhìn về phía đàn dương cầm để quan sát phản ứng của Thị Dương. Khi cô tiếp viên đến nói, Thị Dương ngước mắt nhìn theo hướng cô ta chỉ, rồi lại lặng lẽ cúi đầu xuống đàn. Trường kiên nhẫn ngồi chờ chưa hết bản nhạc. Anh biết Thị Dương chưa nhận ra anh, và cô cũng sẽ không dám từ chối lời mời của khách. Nhưng chắc chắn cô sẽ không ngờ được là anh có thể đến đây tìm cô. Chơi xong bài nhạc, Thùy Dương đi về phía dãy bàn, vừa đi vừa đưa mắt tìm. Trường đứng dậy chờ cô, và trước cái nhìn sửng sốt của cô, anh kéo ghế một cách lịch sự. Em ngồi đi. Sao anh biết em làm ở đây? Trường gọi nước cho Thùy Dương, rồi quay qua nhìn cô khá lâu như quan sát. Em thế này đẹp lắm, chứ có người hướng dẫn em cách ăn mặc khi làm ở những nơi thế này có phải không? Thùy Dương nhìn chỗ khác. Đừng có châm biếm em. Trường gật gù. Quang có biết em làm ở đây không? Thì Dương nhắc lại. Anh tìm em có chuyện gì không? Nói nhanh đi, em đang giờ làm việc đó. Anh có nhiều chuyện cần hỏi lắm, hơi lâu đó. Thì Dương quay lại, nhìn Trường. Lâu rồi không gặp anh, dù không cố ý, cô vẫn nhận ra Trường có vẻ khác rất nhiều. Nó không giống phong cách của anh lúc bình thường. Trường bỏ qua cái nhìn khó chịu của cô. Anh hỏi lại lần nữa. Quang có biết em làm ở đây không? Không. Anh cũng đoán vậy. Anh chợt nói thẳng thắn một cách đột ngột. Khi nhận ra người đó không phải là ba của em đã từ chối ông ấy để tự nuôi bằng cách này phải không? Anh muốn nói gì? Tất cả những gì em làm đều rõ như trang sách. Anh đọc rất dễ dàng. Có nghĩa là em không muốn nhận tiền của người mà em tưởng là ba phải không? Nếu anh biết rồi thì em không có gì để nói. Nhưng như vậy thì sao? Ý anh muốn gì? Trường thản nhiên. Muốn em chấm dứt trò tự ái trẻ con đó. Tất cả những gì em cư xử đều không đúng. Không đúng cả với mẹ em và ba nuôi em. Có thể anh thấy như vậy, có thể nhiều người cũng thấy như vậy đó. Nhưng mà em không thấy. Em chỉ làm theo ý muốn của em. Anh không đồng ý thì em chịu thôi. Trường gật đầu. Anh biết muốn thuyết phục em không phải là dễ. Em thích khẳng định cái tôi của em. Nhưng mà em có biết nếu làm như vậy thì anh thấy buồn cười lắm không? Thấy mặt thì Dương thay đổi hẳn. Anh cố ý nói mỉa mai. Em giống như người lên 5 tuổi hơn là người lớn. Em làm anh thất vọng quá. Thì Dương mím môi. Anh muốn nghĩ thế nào về em cũng được. Em không vì vậy mà thay đổi đâu. Xin lỗi anh, em không thể ở đây lâu được. Cô đứng lên định đi, nhưng Trường nghiêng người qua kéo cô ngồi xuống, nghiêm mặt. Em không được hỗn như vậy, ngồi xuống. Hình như uy lực của anh làm Thì Dương không dám ngang nhiên. Cô không dám ngang nhiên bỏ đi, nhưng có vẻ không muốn nói chuyện kiểu này ở chỗ này. Ở đây đâu có thể nói chuyện dài dòng được. Thế là cô nói nghiêm chỉnh hơn. Không phải em muốn đuổi anh, mà chỗ này nói chuyện không tiện. Em không có tâm trạng nào nghe anh nói đâu. Bà chủ ở đây khó lắm. Trường cũng nghiêm nghị. Anh đã bảo bà ấy là em nghỉ làm rồi. Cái gì? Vừa hỏi thì Dương vừa đứng bật dậy, nhưng sau đó lại ngồi xuống. Cô có vẻ kinh ngạc hơn là tức. Tại sao anh làm như vậy? Ít nhất anh phải hỏi ý em chứ. Anh thừa biết không bao giờ em chịu nghe lời khuyên của anh. Biết là có hơi độc đoán, nhưng anh cần phải làm vậy. Anh đâu phải là ba em hả anh Trường? Nhưng anh cảm thấy anh có trách nhiệm với em. Lẽ ra anh đã làm chuyện này một cách im lặng, để bà chủ tự nói chuyện với em. Nhưng làm vậy có vẻ lén lút quá, nên anh nói trực tiếp. Bắt đầu ngày mai là em nghỉ việc đó. Thật là tự quyền. Anh quá đáng lắm. Anh có biết tìm một chỗ làm khó lắm không? Anh biết. Ít nhất anh cũng phải hỏi ý em chứ. Sao lại ngang nhiên như vậy? Vì có hỏi em cũng không khi nào nghe anh. Em chỉ biết làm theo ý của em thôi. Mà những gì em làm đều không đúng. Tại sao anh phải hỏi em chứ? Ngay cả nếu là ba em, anh cũng không được độc đoán như vậy. Em cần sự tôn trọng đó. Trường mỉm cười. Anh rất tôn trọng Thì Dương, nhưng phải trừ những việc làm vô lý của em. Thì Dương nhếch môi. Anh cũng có những việc làm vô lý anh biết không? Đó là chuyện xen vào đời của em. Anh ngừng lại đi, nếu không em sẽ ghét anh thêm đó. Trường nhìn cô không chớp mắt. Ngày trước tự em đã tới với anh, và em thừa nhận để anh xen vào đời tư của em. Em chủ động tới trước chứ không phải là anh xông xáo. Bây giờ anh chỉ làm những gì mà trước kia từng làm với em. Thì Dương lặng thinh suy nghĩ rồi ngẩng lên. Chuyện đó qua rồi, quá lâu rồi. Nhưng anh không cho qua. Và từ đây về sau em đừng tìm chỗ nào làm nữa. Anh sẽ quản lý giờ giấc của em đó. Em làm mẹ em đau buồn như vậy là thừa mứa rồi. Không đợi Thì Dương trả lời, anh nhìn về phía sân khấu rồi điềm đạm. Em làm việc đi, anh ngồi một lát rồi về. Thì Dương im lặng đứng dậy trở về sân khấu. Cô ngồi vào đàn, mắt nhìn bàn phím, nhưng cô vẫn có cảm giác cái nhìn của Trường đuổi theo, chiếu vào mặt mình. Chưa khi nào cô chơi đàn mà bị phân tâm như lúc này. Đến khuya trước khi về, thì Dương nhìn về phía bàn của Trường, thấy anh vẫn ngồi đó chờ. Cô lặng lẽ đi vòng qua cửa hông, đứng gọi điện cho Quang. Hình như anh đã ngủ, chờ khá lâu mới nghe anh trả lời. Alo, anh Quang, bây giờ anh có thể đến đưa em về không? Em đang ở đâu vậy? Ở phòng trà Lily, anh biết chỗ đó không? Giọng Quang kinh ngạc. Phòng trà à? Em chơi ở đó đến tận khuya thế này hả Dương? Thôi anh đừng hỏi, anh tới ngay được không? Được, nhưng từ đây qua đó cũng khá lâu, em chờ anh nghe. Dạ. Thì Dương tắt máy rồi trở vào phòng thay đồ. Cô cố ý ngồi nán trong đó để chờ Quang. Đến lúc đoán anh sắp tới, cô mới đi ra ngoài đường đứng đợi. Trường từ trong đi ra, anh bước thẳng tới phía cô. Em chờ ai vậy? Chờ Quang phải không? Dân. Em biết anh đợi em mà vẫn gọi cho anh ta à? Thì Dương hơi ngần ngừ, muốn thừa nhận đại nhưng không dám. Cô thấy tức vì sao mình cứ sợ Trường kiểu đó, nhưng để kình chống ra mặt thì cô không dám. Trường liếm môi nhìn cô chăm chăm, giọng cố gắng điềm tĩnh. Im lặng nghĩa là thừa nhận có phải không? Thì Dương chớp chới mắt nhìn chỗ khác. Anh muốn nghĩ thế nào cũng được. Trường nghiêm mặt. Nãy giờ anh biết hết việc làm của em, nhưng vẫn để cho em làm hết ý. Em quá đáng lắm Thì Dương. Nói xong anh bỏ đi luôn. Thì Dương mở lớn mắt nhìn theo, hơi bị bất ngờ nhưng không phản ứng gì được. Bỗng nhiên cô thấy mình chán chính bản thân mình. Có lẽ Trường nói đúng, cô làm toàn những chuyện không đúng. Tưởng như mình rất mạnh mẽ bất cận, nhưng thật ra lại vô cùng hoang mang yếu đuối. Trường đi không lâu thì Quang tới. Hình như anh phóng xe nhanh lắm nên tóc cứ dựng ngược. Anh thắng lại trước mặt Thùy Dương, nhìn vào phòng trà nhưng giọng vẫn bình thường. Em lên đi. Thùy Dương bước tới ngồi phía sau Quang. Cô hỏi với vẻ quan tâm. Anh ngủ rồi phải không? Ừ. Nhưng em đi đâu vậy Dương? Chẳng lẽ em vô đó chơi một mình? Em đi với mấy nhau bạn, nhưng tụi nó về trước rồi. Gọi thế này có làm phiền anh không? Quang hỏi lại. Em hết giận anh rồi phải không? Nếu giận thì em gọi làm gì? Nhưng tại sao anh lại nghĩ là em giận? Tại vì lúc này em không muốn gặp anh, cứ cố tình tránh mặt. Anh hoang mang lắm. Anh không làm gì để em giận đâu, chẳng khi nào. Nói xong cô lặng thinh suy nghĩ câu nói của mình. Đúng, chuyện Quang yêu kiệu anh trước kia không mảy may làm cô quan tâm hay bị xúc phạm, nhưng tất cả sự phẫn uất cô lại trút hết vào người của Trường. Quang đưa Thùy Dương về cũng là lúc ký túc xá vừa đóng cửa. Cô mệt mỏi đi lên phòng. Mọi người đều đã ngủ. Cô nhẹ nhàng đóng cửa rồi leo lên giường. Diệp Hoa chợt ló đầu ra khỏi màn. Dương mới về hả? Ừ. Lúc chiều mẹ Dương đến tìm đó, dì ấy ngồi chờ lâu lắm. Thùy Dương buông một tiếng. Vậy hả? Rồi không hỏi gì nữa. Đây là lần thứ ba bà ấy đến tìm cô. Hai lần trước cô tránh mặt. May là tối nay không có ở phòng, biết đâu cô lại là một điều bị mọi người lên án. Thùy Dương và Minh Khánh đi xuống cầu thang. Cả hai vừa vào chỗ lấy xe thì có tín hiệu máy. Thùy Dương vừa đi vừa lây quay mở giỏ. Cô bấm phím, nhìn số của Trường hiện lên màn hình. Cô khẽ thở dài. Chắc chắn lại có chuyện gì đó. Giọng cô không lấy gì làm hồ hởi. Em nghe đây. Em tan học chưa? Đang. Vậy thì tốt. Anh chỉ cho em hay tin này thôi. Bác Kiều đang nằm bệnh viện, cũng chẳng có gì trầm trọng, bệnh cũ tái phát. Mà em là nguyên nhân chính, anh chỉ nói vậy. Còn thăm hay không là tùy ở em. Bà ấy nằm ở đâu? Ở chỗ cũ phòng 4. Nếu em bận quá thì xem như không có cuộc gọi này đi. Thùy Dương chưa kịp trả lời thì máy đã bị tắt. Cô hất mặt qua một bên, mím môi thật chặt, một cách rất là tức tối. Cử chỉ của cô làm Minh Khánh tò mò. Chuyện gì vậy? Thùy Dương thở dài. Bà ấy đang ở bệnh viện. Minh Khánh hiểu ngay. Mẹ Dương hả, có sao không? Thùy Dương dám nhẵn. Chẳng ai vào bệnh viện trong tình trạng khỏe mạnh bao giờ. Minh Khánh biết tính của Thùy Dương nên sẵn sàng bỏ qua cách nói sốc ốc của cô. Cô lên tiếng. Vậy thì đi thăm ngay đi, mình đi với Dương. Không đi. Ừ thì không đi. Thùy Dương lẳng lặng dắt xe ra đường. Thấy Minh Khánh đi theo phía sau, cô lầm lì. Đi một chút là về, thăm cho phải phép. Đừng ở đó nói lâu quá, mình về trước ráng chịu à. Biết rồi, nhưng phải vào chợ trước chứ. Chứ vậy, mua quà. Khỏi, đi nhanh đi. Thùy Dương phóng xe như bay trên đường, làm Minh Khánh vất vả lắm mới theo kịp. Cả hai tìm được phòng không khó lắm. Hoàng Yến và Trường đang ở đó. Vừa bước vào, Thùy Dương bắt gặp ngay ánh mắt của Trường đang nhìn ra. Anh nói với cô như với khách. Dương mới tới hả, ngồi chơi. Anh mỉm cười nhìn qua Minh Khánh. Lâu quá không gặp em khỏe không? Dạ khỏe. Hoàng Yến đứng dậy nói với bà Kiều. Con về ngay gì, tối con vô. Thôi khỏi đi con, cứ ở nhà ngủ, mai hãy còn làm. Giờ ở một mình cũng được, dì khỏe rồi. Hoàng Yến lắc đầu. Không được đâu, dì thì dì cũng phải có người ở với dì chứ, tối con vô. Cô ghi qua Thùy Dương. Dì trước nghe Dương, bạn gì đó ở chơi nha. Dạ. Cô đến bàn lấy bớt đồ về. Khi cô đi rồi, Thùy Dương đến gần giường, hỏi với giọng khách sáo. Chị thấy trong người đỡ chưa? Trường rất bất mãn thái độ của cô, nhưng không nói và làm như không nghe. Anh lập tức bỏ đi ra ngoài. Cả Minh Khánh cũng thấy kỳ. Cô bèn nói nhỏ với Thùy Dương. Mình đi ra ngoài một chút nghe. Chỉ có bà Kiều là xem thái độ của Thùy Dương như không có gì. Bà nắm tay cô kéo lại gần. Cô mới đi học về phải không? Vâng. Sao không về nhà nghỉ một chút rồi hẳn vô, mẹ không sao đâu. Thùy Dương không trả lời, cũng không rút tay ra. Nếu mà bà nói một câu hỏi là cô có khó thở không, hẳn cô sẽ lập tức bỏ về ngay. Nhưng bà chỉ mân mê những ngón tay cô, nhưng người ta yêu một đứa bé, thế nên cô chỉ đứng yên. Bà Kiều chợt lên tiếng. Sao con lại phải đi làm như vậy? Con làm mẹ buồn đến mức quẫn trí. Chẳng lẽ con nhất định không quay về với gia đình? Làm như vậy con cũng đâu có sung sướng phải không? Thì Dương bật lên. Cô muốn biết tại sao mẹ lại bỏ con? Mẹ có hai đứa con, nhưng sao lại bất công với con thế? Khi đó con còn nhỏ, có đứa con nít nào không cần người mẹ đâu. Sao mẹ lại bỏ con thẳng thừng như vậy? Mặc dù biết trước thì Dương sẽ hỏi như vậy, nhưng khi chính cô nói ra, bà Kiều cũng cảm thấy đau lòng tuôn nước mắt. Bà nói chậm rãi. Khi cho con còn nhỏ không biết gì, nhưng con buồn một thì mẹ khổ gấp trăm lần như vậy. Mẹ nhớ buổi sáng đó, cái ngày bồng con đến nhà bà ấy, trên đường về nhà mà mẹ chỉ muốn chết. Suốt một thời gian dài, ngày nào mẹ cũng đi ngang qua đó để nhìn con từ xa. Cô biết là phải có hoàn cảnh nào đó mẹ mới làm vậy, không phải con không suy xét đâu. Nhưng con nít thì đâu có biết cái gì đâu mà cần sống sung sướng vật chất. Con nít cần mẹ hơn mà. Nhưng ngay cả chuyện lo ăn cho con, mẹ cũng không lo nổi. Lúc đó ba con mất, mẹ thì chẳng biết làm gì, nghèo tới nỗi đói lên đói xuống. Mẹ có thể chịu đói được, chứ con thì làm sao mà chịu được? Mẹ thật sự không còn cách nào khác sao? Lúc đó mẹ nghĩ thà cho con, để con sống sung sướng, hơn là ở với mẹ mà con đau khổ. Con Oanh nó đau bệnh từ lúc mới sinh. Có ai chịu khổ để nuôi một đứa trẻ bệnh hoạn mà mẹ cũng không yên tâm mà giao cho người khác săn sóc? Thì Dương lặng lẽ chùi nước mắt. Vì sao lúc gia đình khá giả mẹ không bắt con về? Mẹ biết ở nhà ba nuôi con khổ thế nào không? Cái ngày đầu tiên mẹ cầm được món tiền lớn, mẹ đã lập tức đi tìm nhà bà ấy để xin con về. Nhưng bà ta dọn đi lâu rồi. Hỏi thăm thì người ta nói bà ấy có chồng và cho đứa nhỏ rồi. Mẹ muốn quá điên lên, tìm kiếm vật vã mà không biết chút tung tích của bà ta. Mẹ sống mà như chết, không được yên ổn tinh thần dù chỉ một ngày. Thì Dương khóc nấc lên. Thôi mẹ đừng nói nữa, con không chịu nổi. Mẹ biết con khó mà quên được những gì con phải trải qua, nhưng mà con phải hiểu, con khổ 10 thì mẹ đau lòng gấp trăm lần vậy. Chỉ chuyện con đi làm thêm là mẹ cũng tự dằn vặt mình rồi. Thì Dương im lặng khóc. Bây giờ cô hiểu tại sao Trường cương quyết cắt ngang công việc của cô như vậy. Anh làm cái gì cũng đúng, cho dù là hơi áp đặt. Cô hít mũi, nói một cách khó khăn. Nhưng thật ra con đâu có muốn làm mẹ buồn. Con chỉ thấy không thể dựa vào ba nuôi nữa. Con nợ như vậy là quá nhiều rồi. Con có thể không xin tiền ông ấy, nhưng còn mẹ đây thì sao? Con ghét mẹ tới mức chẳng thèm nhận sự lo lắng của mẹ à? Thì Dương lắc đầu. Con chưa quen được cái chuyện mà con có mẹ. Bà Kiều nói qua chuyện khác. Không phải con chỉ làm một mình mẹ buồn, cả thằng Trường nữa. Hai người thương yêu con nhất đều bị con từ chối không suy nghĩ. Sao con vô tâm đến vậy chứ? Thì Dương mím môi. Con không chấp nhận được cách thương kiểu đó. Anh ta làm con thấy bị xúc phạm nhiều hơn, cho nên con ghen với cậu kia để trả đũa. Làm vậy con không thấy tội nghiệp cậu ta sao? Con không cố ý coi thường, mà sẽ quen luôn với anh ta, sẽ đám cưới. Con đừng nói bừa như vậy. Dù quen biết, nhưng chưa bao giờ con có ý nghĩ sẽ lấy cậu ta. Con chỉ làm vậy để trả thù thằng Trường thôi. Thì Dương ngạc nhiên nhìn bà Kiều rồi buột miệng. Sao mẹ biết? Làm sao mà mẹ hiểu được ý nghĩ của con? Không bao giờ con nói chuyện đó với mẹ đâu. Cần gì phải đợi con nói. Nhìn cách con hành động là mẹ hiểu. Con cứ nghĩ Trường nó thích con vì con giống chị con. Thế rồi con tự ái. Nếu có thật thì tự ái là đúng, nhưng mà chuyện không phải như vậy. Làm sao mẹ biết được ý nghĩ của người ta chứ? Bà Kiều thở dài. Thật ra tính con khác người nhiều lắm, hay rắc rối và hoài nghi tất cả. Tưởng như hiền ngoan nhưng lại rất gai góc. Tất cả là tại mẹ. Thì Dương lắc đầu. Làm sao mà tại mẹ? Tự tính tình con như thế rồi, mẹ muốn khác cũng đâu có được. Nếu con sống cuộc đời bình thường như chị con thì con đã không dễ nổi loạn như vậy. Mẹ trách con, nhưng thật ra là tự trách mẹ đó. Mẹ nói sao kia? Bà Kiều thở dài. Vì sống trong hoàn cảnh bất thường nên con dễ bị tổn thương và hoài nghi. Và vì vậy mà con làm khổ người nào làm con bị tổn thương. Mẹ thì không sao, nhưng thằng Trường không đáng phải chịu như vậy. Thì Dương dương mắt nhìn bà. Nghe mẹ nói, con cứ nghĩ là con làm tổn thương anh ta, nhưng con mới là nạn nhân của họ. Nghĩ tới chuyện quen với anh ta mà phải làm chị Oanh, con chịu không nổi. Thật là khủng khiếp. Đâu có ai nhìn con như vậy đâu. Con không giống chị con chút nào cả. Con anh nó hiền và nhẫn nhịn, chứ không bất cần với con. Tính nết con dữ lắm Dương à. Vì vậy mẹ càng lo cho con. Thì Dương mở lớn mắt. Con dữ à? Bà Kiều gật đầu. và ngang bướng. Nếu hiền như chị con thì con đã không làm tất cả những chuyện vừa qua. Thì Dương suy nghĩ một lát rồi gật đầu nhẹ nhẹ. Có lẽ chị con không giống chị Oanh nên anh ta vỡ mộng. Bà Kiều lắc đầu khổ tâm. Con cứ nuôi ý nghĩ đó mẹ buồn quá. Làm vậy chẳng cách nào phủ nhận tình cảm của người khác. Thì Dương bướng bỉnh. Mẹ biết không, khi mà đi chơi với con, anh ta luôn săn sóc con như là người bệnh, y hệt cách đã lo cho chị Oanh trước kia. Con biết anh ta làm vậy vì nó gợi cho anh ta nghĩ là chị Oanh vẫn còn sống. Anh ta mượn con để tìm lại chị ấy. Ôi thật là, càng nghĩ con càng phát điên lên. Cho nên con phản ứng bằng cách dứt khoát với nó, và dùng cậu kia để dằn mặt nó, cố chứng tỏ cho nó thấy con không phải là con Oanh và con không cần nó, cố ý làm cho nó bị tổn thương. Thì Dương thở dài. Cái gì con nghĩ trong đầu mẹ cũng biết hết rồi. Không phải chỉ có mẹ mà trường nó cũng biết, thậm chí biết nhiều hơn mẹ. Thì Dương đỏ mặt. Anh ta tưởng con dùng anh Quang để chọc tức anh ấy à? Nghĩ như vậy sao? Ôi trời, đồ kiêu ngạo. Bà Kiều lắc đầu. Không được hỗn với nó như vậy Dương. Bà nằm ngã ra giường mệt mỏi. Mẹ còn phải uốn nắn con nhiều lắm. Thì Dương nhìn bà với vẻ lo ngại. Mẹ mệt hả? Có sao không hả mẹ? Mẹ không mệt, nhưng buồn vì tính khí ngang bướng của con. Con có biết trường nó buồn con lắm không? Đừng nghĩ nó thích con vì con giống chị con. Anh ta đã nghĩ như vậy. Bằng chứng là khi con vạch mặt anh ta lập tức bảo cần phải suy nghĩ lại và rút lui. Bạn con, ai cũng tự ái cho con. Cô mím môi ứa nước mắt. Mẹ biết con đau thế nào không? Con không chịu hiểu lòng người khác, đã hấp tấp đội bỏ người ta. Trường nó sâu sắc chứ không nông cạn như con đâu. Con làm không còn ai kiên nhẫn nổi nữa. Bà lắc đầu không hài lòng. Con dứt khoát với thằng Quang đi, xin lỗi người ta đàng hoàng. Thằng đó không đến nổi tệ, không đáng để bị con cư xử như vậy. Không, con sẽ lấy anh ta, vì anh ta thích bản thân con chứ không phải giống như anh Trường. Bà Kiều gần như gắt lên. Đừng có bướng. Mẹ chắc chắn con nói cho sướng miệng. Nếu ngay bây giờ bảo là đám cưới, con sẽ bỏ chạy ngay. Con biết Trường nó thương con tới mức nào không? Từ từ rồi nó cũng phải quên con Anh. Mà nếu có nhớ thì chuyện đó cũng không ảnh hưởng gì tới con cả. Thì Dương kêu lên. Nhưng con không thích làm vật thế thân. Mẹ lúc nào cũng bên vực anh ta. Con ghét mẹ luôn. Bà Kiều điềm nhiên. Nếu thật sự là nó đem con ra thế con Anh thì mẹ là người đầu tiên cấm nó tới với con. Mẹ hiểu nó hơn con. Con đừng hàm hồ như vậy. Thì Dương định nói thì bà chặn lại. Thấy con làm quá đáng, nhiều lần mẹ đã muốn gặp con để nói, nhưng mấy lần mẹ qua tìm con đều tránh mẹ. Mẹ biết con giận nên có thể bỏ qua chuyện đó, nhưng mà cách con cư xử với thằng Trường thì thực sự làm cho mẹ đau lòng lắm. Thì Dương không biết gì để nói nữa, nhưng không thể không nghi ngờ. Mẹ nói cứ như là đã hiểu Trường rất nhiều. Nếu thật sự như vậy thì cô còn gì phải thấy mình khổ nữa. Cô ngồi cúi đầu suy nghĩ đủ thứ chuyện, mà gần nhất là thái độ của Trường lúc chiều khi gọi điện cho cô. Lúc đó lo quá nên cô không có thời giờ nghiền ngẫm. Bây giờ nhớ lại chợt thấy giận. Anh ta có vẻ bất cần chứ không ra lệnh cho cô phải tới bệnh viện. Gần như là thái độ mặc kệ. Cô không biết có nên bỏ qua hay xem nó như một dấu hiệu muốn kết thúc. Suy nghĩ chán chê, Thì Dương ngẩng đầu lên nhìn bà Kiều, nhưng bà đã thiếp đi từ lúc nào. Cô nhìn bà chằm chằm rồi chợt quảng lên. Cô chạy nhanh ra hành lang tìm Trường. Anh đang đứng bên lan can nhìn xuống sân. Nghe tiếng chân hối hả, anh quay lại. Chuyện gì vậy? Mẹ em làm sao ấy? Vừa mới nói chuyện với em xong đã như thế này. Có sao không anh Trường? Trường đi nhanh vào phòng nhìn bà Kiều. Anh chợt thở nhẹ. Bà ngủ rồi, không sao hết. Là ngủ hay là bị ngất? Vừa mới nói chuyện với em mà. Trường cười khang. Mệt mỏi quá mức nên như vậy đó. Buồn rầu nên sinh ra đủ thứ bệnh. Anh nghĩ em phải biết chứ. Để yên cho mẹ em ngủ đi. Nói xong anh đi ra ngoài. Thì Dương đứng nhìn một lúc rồi lững thững đi ra. Đứng ở cửa, cô ngó dọc hành lang tìm Minh Khánh, nhưng chẳng thấy đâu. Trường lên tiếng. Cô về trước rồi. Lúc nãy thấy em bận nói chuyện nên cô nhắn là về trước rồi. Vậy hả? Thì Dương đứng tần ngần ở cửa, nửa muốn đến nói chuyện với Trường, nửa lại chần chừ. Cô đang đói bụng, nếu nói chuyện thì sẽ kéo dài không biết bao lâu. Cô đi xuống căng tin mua hộp cơm rồi trở lên phòng. Trường đang ngồi bên cạnh giường. Anh nhìn chiếc túi trên tay của cô rồi quay chỗ khác cười khẽ một mình. Thấy Dương hơi nhột nhạt, cô đặt hộp cơm xuống bàn, không biết nên làm gì tiếp. Cô có cảm giác tất cả những gì mà mình đang làm đều là mục tiêu để Trượng phê phán. Có vẻ như anh không hài lòng về tất cả, điều đó làm cô vô cùng khó chịu. Thấy thì Dương cứ lây quay đứng bên bàn, Trượng hất mặt. Em đói thì cứ ăn đi, chờ lát nữa Yến vô thì anh đưa về. Em không ở đây được sao? Tùy em, nhưng muốn ở đây thì ít nhất phải trở về thay đồ đã. Thì Dương ngồi xuống cạnh giường, mở hộp cơm lặng lẽ ăn. Cô đăm chiêu nhìn ra ngoài hành lang, tự hỏi nếu mình lo lắng quá như thế, liệu có lúc bịch lắm không? Mới lúc chiều cô còn tỏ ra là bất cần mẹ, rồi bây giờ lại làm khác đi. Chắc chắn Trường và Hoàng Yến sẽ cười vô mũi cô, và họ sẽ thấy được sự yếu đuối của mình. Chợt cảm giác rợn rợn làm cô quay lại. Trường đang dán mắt vào cô, như không bỏ sót một cử chỉ nào. Cái nhìn làm Thì Dương thấy lúng túng. Cô ngừng ăn, cau mặt. Anh đang thấy em tức cười lắm phải không? Lố bịch chứ gì. Trường rời mắt khỏi mặt cô, nhìn chỗ khác, vẻ mặt nghiêm nghị. Lẽ ra lúc nãy anh đã mua cơm trước cho em, nhưng anh không thể làm những cái nhỏ nhặt như vậy. Em biết tại sao không? Thì Dương nhíu mày không hiểu. Tại sao? Anh sợ sự săn sóc sẽ làm em khó chịu, rồi lại tự cho mình là bản sao của người khác, rồi lại nổi giận cấm anh thể hiện sự quan tâm. Em là như vậy, nên muốn thể hiện điều gì với em, mọi người đều phải cẩn thận. Thì Dương đỏ mặt. Anh muốn ám chỉ cái gì chứ? Không ám chỉ, mà là nói thẳng về tính khí khó chịu của em. Thì Dương bỏ hộp cơm vào sọt rác. Cô nhìn về phía giường, thấy bà Kiều ngủ say. Cô nghiêm mặt nhìn Trường. Em cần nói chuyện với anh. Anh cũng rất muốn như vậy, nhưng bây giờ không đúng lúc. Đừng làm ồn ở đây. Thì Dương im lặng đi ra hành lang. Khi cô quay lại thì thấy Trường đã đứng bên cạnh. Anh nhìn xuống sân, vẻ mặt lạnh lùng. Rốt cuộc em cũng chịu nhận mẹ em, có nghĩa là trong thâm tâm em cũng thừa nhận mình sai phải không? Nếu như vậy thì sao? Anh thấy em lố bịch lắm phải không? Ngoan cố chứ không lố bịch. Đợi tới khi mẹ em đau khổ mà đổ bệnh, em mới thỏa mãn cơn giận của em. Thì Dương lặng thinh nhìn xuống tay mình. Cô muốn thú nhận mình hối hận, muốn nói xin lỗi, nhưng cảm giác gai góc đối với anh làm cô không muốn thừa nhận. Trường quay lại quan sát cô một lát, rồi lại nhìn xuống dưới. Em hối hận về sai lầm thứ nhất, vậy còn về sai lầm thứ hai em nhận ra chưa, hay cần có thêm thời gian? Anh nói sai lầm nào nữa chứ? Đó là lỗi đối với anh và Quang. Em cùng có lỗi với hai người. Bây giờ em sẽ làm gì đây? Ngừng lại hay là đi xa hơn? Em không hề đi. Làm gì có chuyện xa gần. Trường nói thẳng thắn. Tất cả những gì em làm đều không qua được mắt anh đâu. Em tự ái với anh, và em trả đũa anh bằng cách dùng tình cảm của Quang để che giấu thất vọng của em. Khi làm như vậy, em có nghĩ tới anh không? Anh muốn nghĩ thế nào thì nghĩ. Coi thường em chứ gì? Khi mượn em để lấp đi chỗ trống ở chị Oanh, là anh đã coi thường em rồi. Điều đó em không bao giờ tha thứ, không bao giờ. Trường chặn lại. Đủ rồi, nói về chuyện cũ đi. Khi anh nói với em, anh cần có thời gian suy nghĩ. Em hiểu thế nào không? Có phải em cho rằng anh bị thức tỉnh vì ảo tưởng, và anh buộc phải chấm dứt trò đùa của em? Em nghĩ vậy phải không? Thì Dương gật mạnh đầu. Không phải anh đã như vậy sao? Vì là người có lương tâm nên anh không nỡ đi quá đà. Cho tới bây giờ em vẫn thấy tức giận khi nhớ buổi tối đó. Lúc đó anh không ngờ những gì anh nói lại làm em hiểu sai lệch. Sau này anh nghĩ có những chuyện cần phải bớt thành thật một chút, như vậy sẽ hay hơn. Thì Dương quay phắt lại. Anh nói gì? Nghe này Dương, em đừng có tự coi thường mình nữa. Sao em thiếu tự tin đến mức nghĩ rằng anh không thể thích chính bản thân em? Thì Dương thoáng khựng lại, sững sờ. Cô thì thào. Anh nói gì? Lặp lại lần nữa đi. Lúc Kiều Anh mất, em bị tâm thần vào bệnh viện. Anh rất hạnh phúc khi săn sóc em, vì mỗi lần như vậy anh như được gặp lại Kiều Anh. Nhưng sau đó không gặp em, những gì mà anh nhớ là em, chứ không phải là cô ấy nữa. Lẽ nào như vậy? Lúc đó em không nghĩ là anh buồn khi mất liên lạc với em, cho nên khi anh nói cần suy nghĩ lại, em bị xúc phạm ghê gớm. Anh nói như vậy vì lúc đó em phản ứng kỳ quá, hoàn toàn không giống em trước kia, cho nên anh phải thận trọng lại. Lẽ ra anh không nên tỏ tình vội vã như vậy. Dù sao thì cũng xa nhau 2 năm chứ đâu có ít. Tại anh không nói rõ, anh làm em nghĩ. Trường ngắt lời. Anh yêu em chứ không phải mượn em để thay thế Kiều Anh. Hai chị em của em không có điểm nào giống nhau cả. Kiều Anh hiền thật sự, chứ không ngang bướng và dễ nổi loạn như em. Anh có thể thích được hai tính cách đối lập sao? Trường lắc đầu. Anh không thích cái cách gai góc của em, nhưng điều đó không có nghĩa là không thể yêu được em. Anh đâu có chờ đợi một mẫu người hoàn mỹ. Nếu muốn đi tìm thì đến suốt đời chưa hẳn đã gặp. Hình như là vậy. Em cũng thấy anh có khuyết điểm phải không? Thì Dương lắc đầu nói nhỏ. Em không thấy. Trong mắt em, anh tuyệt vời hơn cả điều em muốn. Vì vậy mà em không quên được anh. Anh không tuyệt vời như em nghĩ đâu. Nếu tuyệt vời thì anh đã bỏ qua được những gì em làm. Đằng này, anh muốn em phải tự trả giá. Thì Dương dương mắt nhìn Trường. Anh muốn nói gì? Em kéo Quang vào cuộc thì em phải có trách nhiệm với anh ta. Anh với Quang trước kia là bạn bè, là người lớn đối với em. Tụi anh có thể dàn xếp với nhau, nhưng anh không muốn làm việc đó. Em tự giải quyết đi. Thì Dương nói khẽ. Em chưa bao giờ nhận là em yêu anh ấy. Chưa bao giờ có thái độ nào để anh hiểu như vậy. Em làm rồi. Chỉ việc em cho phép anh ta đưa em đi chơi cũng đủ để anh ta hy vọng. Nhưng em đâu có ngừng lại ở đó. Em đã gọi anh ta vào lúc nửa đêm chỉ để đưa em về. Chỉ có người yêu nhau mới cho phép cư xử với nhau như vậy. Thì Dương lặng thinh. Đến giờ cô mới nhận ra tất cả những điều mình làm là tai hại không ít. Cô thấy hoảng hốt vì điều đó. Cô bặm môi, trán cau lại. Cô vắt óc tìm cách sửa lại những sai lầm, nhưng điều đó đâu đơn giản. Và cô lặng lẽ nghe rối bời trong lòng. Trường quay lại nhìn cô, vẻ mặt không chút gì khoan nhượng. Chỉ vì tự ái mà em làm người khác bị thương tổn một cách vô tư. Em làm như vậy, liệu anh có tha thứ được không? Thì Dương thì thầm. Có nghĩa là anh không còn chấp nhận được em nữa phải không? Anh không khẳng định gì hết. Em tự suy nghĩ đi. Bao giờ giải quyết xong chuyện của em và Quang thì hãy gọi điện cho anh. Thời gian còn dài, em cứ suy nghĩ. Anh có thấy muốn chia tay với em một thời gian không? Trường gật đầu. Anh sẽ làm như vậy. Trong thời gian đó, em cứ suy nghĩ thật là kỹ. Nếu cảm thấy Quang hơn anh thì cứ thẳng thắn chia tay với anh. Nhớ là thẳng thắn, chứ đừng làm cái cách như em đã làm. Thì Dương nói như năn nỉ. Đừng có căng thẳng với em như vậy. Em chỉ xem anh Quang như anh mà thôi. Nhưng Quang nó không nghĩ giống em. Vì vậy em hãy tìm cách giải thích. Anh không muốn khi trở lại với anh em còn quan hệ nhập nhằng nữa. Thì Dương buồn. Nếu không gặp anh thì em buồn lắm. Anh không muốn làm em buồn, nhưng anh không còn cách giải quyết nào khác. Em phải chấp nhận ý muốn của anh thôi. Đừng mà Trường, đừng chia tay như vậy mà. Anh đâu có nói là dứt khoát với em, nhưng anh muốn em có thời gian suy nghĩ lại những gì em làm. Đừng nói thêm nữa Thì Dương. Anh sẽ không đổi ý. Thì Dương định nói, nhưng anh đã chặn lại. Bây giờ em vô với bác Kiều đi, anh về. Lát nữa Yến sẽ vào với em. Thì Dương hỏi rụt rè. Ngày mai anh có vào nữa không? Bác ấy khỏe rồi, em với Yến lo được, nên anh sẽ không vào. Anh Trường. Cái nhìn này nỉ của cô làm Trường thấy tội. Anh kéo cô lại gần dịu dàng. Anh biết anh sẽ rất nhớ em, nhưng cũng không thay đổi quyết định của anh. Bao giờ em thật sự không còn ràng buộc với Quang thì hãy tìm anh. Bây giờ anh về. Thì Dương không còn biết làm cách nào hơn là nhượng bộ. Cô nhìn Trường đi xuống cầu thang, rồi bóng anh khuất hẳn dưới sân. Tự nhiên cô thấy buồn không chịu nổi. Nhưng cô biết nếu có thuyết phục cũng vô ích. Trường rất chịu chuộng, nhưng cũng rất cứng rắn khi quyết định. Bây giờ cô mới hiểu hết những ngày qua cô đã gây ra cho anh nỗi buồn ra sao. Có lẽ cô đã nông nổi nhiều hơn mình tưởng. Nhưng không phải mọi chuyện đã hết cách cứu vãn. Phải làm lại từ đầu thôi.